Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự việc một bé gái rơi sau khi trèo qua lan can ban công căn hộ tầng 12 tại chung cư số 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính an toàn tại khu vực lan can các chung cư, nhà cao tầng. Để tránh những hiểm họa khôn lường khi sống ở chung cư cao tầng, cha mẹ nên tự bảo vệ con em mình bằng những cách dưới đây. Vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội thoát chết hy hữu đang được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố với trẻ nhỏ ở chung cư cao tầng. Các chuyên gia đã gợi ý những biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, tránh hậu họa khôn lường. 1. Thiết kế ban công và lan can của bạn an toàn. Hãy lưu ý là các số đo khi mà thiết kế ban công, đó là chiều cao của ban công và các khoảng trống giữa các lan can. Các chuyên gia bao gồm cả kiến trúc sư, kỹ sư và thậm chí cả bác sĩ nhi khoa đề xuất rằng ban công nên cao ít nhất 1 mét trở lên để đảm bảo rằng ban công sẽ khó trèo qua. Trong khi đó thì khoảng cách giữa các lan can không được quá 4 inch, tức là khoảng 10 cm. Bằng cách này, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể không chui qua được lan can. Và nếu bạn thấy các lan can trong căn hộ của bạn quá cách xa nhau thì hãy lắp đặt các tấm lưới an toàn. Thứ hai, lắp đặt lưới an toàn trên cửa sổ và ban công. Hãy cân nhắc việc lắp đặt lưới an toàn trên cửa sổ và ban công như một biện pháp an toàn bổ sung. Nếu chủ nhà hoặc người quản lý tòa nhà của bạn không cho phép điều này, hãy đảm bảo rằng cửa ban công và cửa sổ của bạn được khóa mỗi khi bạn ra ngoài và con em bạn được trông nom cẩn thận. 3. Để ghế bàn và đồ đạc khác xa lan can ban công, trẻ em có bản tính tò mò và có xu hướng là trèo lên đồ đạc xung quanh nhà. Và để tránh tai nạn, hãy giữ cho ban công của bạn không có bàn ghế và chỉ mang ra một số ghế khi mà bạn định tiếp đãi khách, người lớn ở đó. Tương tự đối với các cửa sổ, tránh đặt đồ đạc bàn ghế gần chúng. 4. Khóa ban công khi bạn ra ngoài. Khi bạn vắng nhà thì hãy chắc chắn rằng cửa ban công và cửa sổ đã được khóa lại. Bạn thậm chí là nên lắp hai loại khóa khác nhau trên cửa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 5. Giáo dục con về những nơi nguy hiểm và quy tắc an toàn. Hãy dạy con bạn về sự an toàn và đặt ra các quy tắc đơn giản nhưng nghiêm ngặt. Ví dụ, đừng ra ban công mà không có người lớn, đừng trèo lên lan can, không trèo lên đồ đạc gần cửa sổ. Bằng cách tạo lập những thói quen này, trẻ em trở nên có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và học cách đề phòng những nơi nguy hiểm. 6. Nhắc nhở bảo mẫu, những người giúp việc về sự an toàn bảo mẫu hoặc người chăm sóc có thể được coi là cha mẹ thứ hai của con bạn. Do đó, bạn nên nói chuyện với họ thật nghiêm túc để nhắc nhở họ luôn trông chừng con bạn, đặc biệt là khi bạn vắng mặt. 7. Đừng bao giờ để con bạn một mình, chỉ cần vài giây là có thể xảy ra tai nạn. Vì vậy, đừng bao giờ để con bạn một mình. Nếu bạn phải ra ngoài, bạn phải đảm bảo có một người lớn có trách nhiệm, có thể trông chừng trẻ khi bạn ra ngoài. Bằng những lời khuyên này, bạn có thể đảm bảo an toàn cho con cái của bạn khi sống trong một căn hộ cao tầng. Ngoài ra, đừng quên dán những số điện thoại khẩn cấp quanh nhà để có thể liên hệ ngay với cơ quan chức năng trong trường hợp tai nạn xảy ra. Thưa quý vị, không chỉ lan can chung cư mà đối với trẻ nhỏ, nếu cha mẹ chủ quan, lơ là thì bất cứ địa điểm hay vật dụng gì cũng gây nguy hiểm. Một trong những vấn đề cũng đáng được quan tâm đó là an toàn điện với trẻ. Thực tế là tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích ngay trong chính ngôi nhà của mình khá cao, trong đó các nguyên nhân chủ yếu là do phỏng, té ngã, giật điện được xếp hàng đầu. Vậy làm thế nào để giữ con được an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi một số cách đơn giản nhất để đảm bảo sự an toàn của con trước các thiết bị điện. Trong thời gian các bé được nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, nhiều gia đình không có người trông nom trẻ nên thường để các bé tự chơi, học, xem TV, điện thoại. Nhưng việc không quản lý con sử dụng thiết bị điện tử ở nhà có thể vừa xem vừa sạc rất nguy hiểm. Con chào mẹ. Chào hai con. Mới ngủ dậy mà con? Vâng ạ. Thế là chưa ăn sáng đúng không? Vâng ạ. Mẹ bảo này, sáng nay ấy, mẹ có việc gấp nên là mẹ đi làm rồi. Mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa đấy. Lát nữa dậy hãy nhớ anh sắp rửa mặt xong rồi ăn sáng đi nghe chưa? Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ đi đến bao giờ về? Mẹ đi đến chiều mẹ về. Mẹ bảo này, ăn xong rồi bật màn hình ra xem nhá. Vâng ạ. Ừ, mà mẹ bảo, mẹ dặn này. Ừ, với lại là nếu mà có người lạ gõ cửa ấy thì không mở cho người lạ vào nhà nữa chưa? Vâng ạ. Ở nhà ngoan không trêu nhau đi chưa? Vâng ạ, con chào mẹ. Con chào mẹ. À,
Hay là chúng ta xem phim hoạt hình đi. Hôm qua em đang xem dở đấy. Chị xem cùng em nhé. Ừ. Ơ, sao có hết pin rồi? Để em sạc một tí đã. Cho một tí cũng được mà. Chúng ta cứ thích ngồi một chỗ và có thể là sử dụng được smartphone lâu nhất có thể. Ví dụ như là vừa sạc vừa xem. Tại vì rất nhiều những cái nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra khi mà chúng ta có nguồn điện đưa vào thiết bị ấy, thì nó có thể gây ra những cái, ví dụ như là pin. Ví dụ pin nó có hoàn toàn có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Chúng ta cái chuyện đó là chuyện rất rất nhiều tình huống đã xảy ra rồi, đang sạc rồi pin nổ. Đây là câu chuyện không phải là mềm mỏng hay không mềm mỏng, hay là nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng, mà nó là rõ ràng. Nó, chúng ta có nên có những quy định rất là rõ ràng như thế với trẻ. Tại vì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó rất nguy hiểm nếu mà vừa sạc lại vừa xem. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra đối với trẻ nhỏ khi cha mẹ lơ là không để ý hay nhắc nhở con trẻ về việc không được sử dụng điện thoại khi đang sạc. Này, mà các con nhớ này, nhớ mẹ dặn kỹ nhá, là trong khi mà đang sạc điện thoại thì tuyệt đối không được sử dụng điện thoại, nhớ chưa? Bởi vì nếu như mà đang sạc điện thoại mà sử dụng ấy thì sẽ dễ gây ra cháy nổ, mà như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của các con. Nhớ mẹ dặn chưa? Vâng. Nhớ chưa, cả hai đứa nhớ chưa? Đấy, thế nên là khi nào mà muốn sử dụng điện thoại thì phải rút sạc pin ra, sau đó mới sử dụng điện thoại nhá. Đây, mẹ đang sạc đây rồi. Thế thôi nhá, bây giờ mẹ đi làm đây, chiều mẹ về sớm. Tạm chào mẹ. Hai chị em ở nhà ngoan, không được trêu nhau nhớ chưa? Vâng ạ. Ừ, bye bye, mẹ đi đây. Chào mẹ. Chào con. Con ơi, ốc thì bật đèn lên, sao lại để thiếu ánh sáng thế kìa? Alo, chị Hà. Ơi, dạ. Chưa nên ăn chưa? Ăn ở đâu chị? Mẹ ơi, mẹ, nào? Mẹ cắm hộ con đèn. Ơi, ở chỗ nào cơ chị? À, ở Phùng Khoang á. À! Ôi, con ơi, con! À, à! Đối với trường hợp khi con bị điện giật, đầu tiên nên tỉnh táo xác định nguồn điện và tìm xung quanh những vật dụng không dẫn điện để gạt thiết bị điện ra khỏi trẻ. Kiểm tra tình trạng trẻ và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Một số vật liệu cách điện trong gia đình như que gỗ, sứ, cao su, nhựa. Cách thứ hai khi con bị điện giật, an toàn nhất chúng ta nên ngắt cầu giao tổng, sau đó kiểm tra tình trạng của trẻ. Con gái mẹ đây giỏi thế, khéo nhỉ? Càng lớn càng giỏi, nay lại còn biết tự gội đầu cơ đấy. Ui dồi ôi, mà sao con lại để cái máy sấy tóc ở đây? Đây, con phải gác lên trên này này, nghe chưa? Con có thấy cái nó đang cắm điện hay không? Con. Ừ, thế nếu như mà con để đây, rất có thể là con sẽ bị giật đấy, đúng chưa? Nó hở ra là con bị giật đấy, thế nên là con phải gác lên trên này, nó mới an toàn, nhớ chưa? Ừ, thế bây giờ đi tắm đi, nhá. Ra đây mẹ bảo, nhanh. Con bé này, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, thế tại sao lúc nãy không tắt cái bình đóng lạnh? May mà không sao nhá, lần sau nhớ này, trước khi con gội đầu hay là trước khi tắm, việc đầu tiên là con phải tắt cái bình đóng lạnh, sau đó là con mới gội đầu hoặc là tắm, nhớ chưa? Chứ không là sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì ấy, trong cái bình đóng lạnh này này là nó có một cái thiết bị, và nếu như ta dùng lâu ngày ấy, thì có thể là nó sẽ bị hỏng giò điện ra, và khi con tắm hoặc là con gội đầu nó con sẽ bị điện giật, nhớ chưa? Thế nên lần sau phải tắt, bây giờ mẹ tắt nhá. Rồi đi vào đi tắm đi. Mẹ
Ui dồi ôi con ơi, sao con lại đổ nước nhiều thế này? Khổ thật đấy chứ. Mẹ ơi, lúc con lấy đầy nó có bị tràn đâu, sao bây giờ nó sôi nó lại bị tràn hả mẹ? Đúng rồi, con biết tại sao không? Thì khí nó sẽ thoát ra và như thế nước sẽ tràn ra ngoài. Đấy, vì thế lần sau nếu như con nấu nước ấy, con chỉ đổ đến đây thôi này. Đấy, thì nước sôi lên là vừa, nó sẽ không bị tràn ra ngoài. Nhớ chưa? Vâng ạ. Và con biết không, nếu như khi bị nước bị tràn ra ngoài ấy, thì nhẹ thì bị hỏng ấm điện, còn nếu nặng ấy thì sẽ gây ra cháy nổ này hoặc là điện giật và rất là nguy hiểm cho tính mạng. Nghe chưa? Vâng ạ. Đấy, bây giờ mẹ mang nước đi pha trà nhá. Vâng ạ. Điện giật là một trong những tai nạn vô cùng nguy hiểm đối với trẻ em. Tai nạn do điện thường xảy ra ở mọi gia đình khi sử dụng những đồ điện gia dụng. Nếu người lớn không cẩn thận và không để mắt tới trẻ thường xuyên, thì trẻ em rất dễ bị điện giật. Phụ huynh cần trang bị cho mình những kiến thức về mối nguy hiểm từ thiết bị điện trong gia đình. Sử dụng thiết bị điện an toàn hoặc sử dụng vật dụng bảo vệ các nguồn điện cho trẻ nhỏ. Giáo dục con về sự nguy hiểm của nguồn điện. Thiết kế và để nguồn điện tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Khi trường hợp trẻ bị điện giật, cần tách trẻ ra khỏi nguồn điện bằng các vật dụng không dẫn điện. Kiểm tra tình hình và sơ cứu hoặc đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Đến đây, chương trình xin phép được kết thúc. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.